Bác sĩ Trương Thị Mai Thanh, trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nhiều ngày qua nơi đây vẫn đang chăm sóc cho ba bệnh nhi vừa sinh ra thì mẹ đã đi khỏi bệnh viện. Trường hợp đầu tiên là một bé gái 72 ngày tuổi, con sản phụ khai tên BTNM, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 7, chị M sinh một bé gái nặng 2.2 kg, đủ tháng nhưng còi cọc hơn những trẻ thường và bị bệnh tim bẩm sinh, phải chuyển lên khoa sơ sinh chăm sóc. Tuy nhiên sau khi lâm buồn không lâu, nữ bệnh nhân đã bất ngờ biệt tích đến nay. Bé trai thứ hai là con của sản phụ NMC, quê Cần Thơ. Bé được sinh ra khi mới 35 tuần tuổi nên bị nhiễm trùng, nặng chỉ 1.6 kg. Thời gian đầu không bú và không thở được, ekip điều trị phải cho đứa trẻ ăn qua đường tĩnh mạch, truyền đạm, dùng kháng sinh. Sau 24 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi dần ổn định. Hiện bé đã 54 ngày tuổi và nặng 2.9 kg. Đáng buồn thay khi đó cũng là khoảng thời gian bé rời khỏi vòng tay mẹ ruột. Bé gái còn lại là con một sản phụ ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tên LNTT. Bé sinh ngày 26 tháng 8, nặng 2.3 kg, còi hơn những trẻ bình thường dù đủ tháng. Chúng tôi cũng phải đưa bé lên khoa sơ sinh để chăm sóc. Hiện con đã 37 ngày tuổi, nặng 3.250 g. Lúc vào sanh người mẹ có để lại số điện thoại nhưng khi chị mất tích, các điều dưỡng có tìm gọi nhưng không liên lạc được, bác sĩ Thanh nói. Theo bác sĩ, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có đến 8 ca trẻ bị mẹ bỏ rơi. Chỉ một bé may mắn được gia đình đến đón về, 2 trường hợp được nhận làm con nuôi và 2 trường hợp phải đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. Trẻ bị mẹ bỏ rơi nên các y hay bác sĩ, điều dưỡng ai cũng thương, dù bận rộn nhưng ai cũng dành thời gian chia nhau ra chăm sóc, cho các bé bú sữa, tắm rửa. Có điều dưỡng còn nhịn chút tiền để mua tã sữa cho bé, lấy đồ của trẻ ở nhà đem lên cho các con mặc. Bé nào lớn rồi thì quần áo lại để dành cho những bé sau, trưởng khoa sơ sinh tâm sự. Với trẻ đến ngày khai sinh, các điều dưỡng cũng phải lo luôn khâu đặt tên cho bệnh nhi. Hàng trăm cái tên đã ra đời trong hoàn cảnh không ai muốn. Đại diện phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết, thông thường sau khi người mẹ trốn khỏi bệnh viện, hồ sơ của bệnh nhi sẽ được chuyển xuống phòng để làm thông báo trình ban giám đốc và gửi đi Ủy ban Nhân dân phường để cơ quan chức năng niêm yết. Thông báo trên báo đài để người nhà biết tin đến nhận. Sau 7 ngày nếu vẫn không có tin tức gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm thủ tục, duyệt hồ sơ của những người có nhu cầu nhận con nuôi. Nếu vẫn không khả thi thì bệnh viện sẽ làm công văn gửi lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tính đến chuyện chuyển trẻ qua các trung tâm nuôi dưỡng. Quá trình này thường kéo dài khoảng 30 ngày. Bảo trợ xã hội. Người muốn nhận con nuôi phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của luật nuôi con nuôi do nhà nước quy định như điều kiện tài chính, nhân thân, hôn nhân. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi, thì văn bản về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi do Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú xác nhận. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú, thì công chức tư pháp hộ tịch xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi, Điều 7 Nghị định quy định chi tiết thi hành luật nuôi con nuôi.